Xin chào tất cả các bạn. Trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, quân giải phóng đã mở những cuộc tấn công cuối cùng và thần tốc tiến thẳng vào thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa. Trước tình thế nguy cấp đó, nội các của Tổng thống Dương Văn Minh đã họp bàn và đưa ra quyết định đầu hàng quân giải phóng vô điều kiện, sẵn sàng bàn giao lại chính quyền. Thời điểm này, vẫn còn rất nhiều lính Mỹ, thân nhân và các lực lượng đồng minh của Mỹ vẫn còn kẹt lại trong thành phố. Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford và Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã đưa ra một kế hoạch mạo hiểm cuối cùng, đó là di tản toàn bộ những người mắc kẹt còn lại bằng trực thăng. Người Mỹ gọi đây là chiến dịch gió lốc. Cho đến bây giờ thì chiến dịch này vẫn được biết đến là cuộc di tản bằng trực thăng lớn nhất trong lịch sử loài người. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về bối cảnh, diễn biến và những con số thống kê không tưởng của chiến dịch mang tính bước ngoặt lịch sử này nhé. Sau Hiệp định Paris năm 1973, Mỹ rút quân về nước rồi bắt đầu giảm dần và cắt đứt nguồn viện trợ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tinh thần binh lính xuống rất thấp, số lượng binh sĩ đào ngũ ngày càng tăng, khiến cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa suy yếu dần. Trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, quân giải phóng đã mở những cuộc tấn công cuối cùng và thần tốc tiến thẳng về thủ đô Sài Gòn với một khí thế không gì có thể ngăn cản nổi. Thời điểm này, phía Mỹ cũng đã bắt đầu di tản công dân nước mình ra khỏi Sài Gòn. Tuy nhiên, khi các lực lượng của quân giải phóng đã tiến sát thành phố, thì vẫn còn hàng ngàn công dân Mỹ, các lực lượng đồng minh và thân nhân của họ vẫn còn bị mắc kẹt trong thành phố. Ước tính số lượng người cần phải di tản lên đến cả 100.000 người. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, con đường sơ tán bằng hàng không chủ chốt đã bị quân giải phóng chặn đứng. Chính quyền Hoa Kỳ đứng trước một bài toán vô cùng nan giải và hóc búa là làm cách nào để di tản cả 100.000 con người ra khỏi thành phố này trước khi quân giải phóng tràn vào và nắm quyền kiểm soát. Sau khi họp bàn thì Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford và Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã thống nhất một phương án mạo hiểm cuối cùng, đó là di tản toàn bộ những người mắc kẹt còn lại bằng trực thăng. Người Mỹ gọi đây là chiến dịch gió lốc. Những người nằm trong danh sách đi di tản sẽ được phát một cuốn sách hướng dẫn nhỏ ám hiệu bắt đầu chiến dịch là bài hát White Christmas, được phát trên đài phát thanh quân đội Hoa Kỳ. Khi tiếng nhạc cất lên, toàn bộ những người di tản sẽ tập trung tại một trong 28 địa điểm đã được định sẵn trong khắp thành phố. Tại đây sẽ có các chuyến xe buýt đưa họ đến văn phòng tùy viên quân sự Hoa Kỳ, hay còn gọi là căn cứ DAO. Tòa đại sứ Hoa Kỳ cùng với 12 nóc nhà khác cũng được chọn làm điểm hạ cánh cho 28 chiếc trực thăng cỡ nhỏ của hãng Air America chở người di tản ra căn cứ DAO. Từ căn cứ này, 80 chiếc trực thăng cỡ lớn của quân đội Mỹ sẽ chở họ ra 50 chiến hạm và 14 tàu vận chuyển của hạm đội 7 Hải quân Mỹ đang neo đậu ngoài khơi biển Vũng Tàu. Những người di tản sẽ được đưa đến đảo Guam để tạm trú trước khi tiếp tục lên đường sang Mỹ. Đúng vào lúc 10 giờ 48 phút ngày 29 tháng 4 năm 1975, đại sứ Mỹ Graham Martin đã liên lạc về Nhà Trắng để xin phép khởi động chiến dịch gió lốc. Và chỉ 3 phút sau thì đề nghị này được chấp thuận. Giai điệu của bài hát White Christmas vang lên trên đài phát thanh. Cuộc di tản bằng trực thăng lớn nhất trong lịch sử loài người chính thức được bắt đầu. Có 3 loại trực thăng chính tham gia vào chiến dịch đặc biệt này. Đầu tiên là trực thăng Huey với kích thước nhỏ, có thể hạ cánh một cách dễ dàng trên các nóc nhà trong thành phố. Thứ hai là trực thăng vận tải hạng trung CH-46, có thể đậu được trên nóc tòa đại sứ. Và cuối cùng là trực thăng vận tải hạng nặng CH-53, chỉ có thể đậu được dưới sân tòa đại sứ. Những chiếc trực thăng Huey được các phi công của hãng Air America cầm lái.
Còn những chiếc trực thăng CH-46 và CH-53 được điều khiển bởi những phi công của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Tưởng chừng như mọi việc đã được thu xếp chu đáo và suôn sẻ diễn ra theo kế hoạch, thì cảnh tượng hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy dần trở nên mất kiểm soát. Số lượng người muốn đi di tản gần như gấp nhiều lần so với dự kiến. Họ đổ dồn đến các địa điểm đã được định sẵn và cố giành lấy một suất để được ra đi. Nhiều quan chức cao cấp và sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa nằm trong danh sách di tản nhưng không thể chen chân vào trong đám đông hỗn loạn. Trong đó có gia đình của Phó Thủ tướng Trần Văn Đôn. Cuối cùng thì ông Đôn được chỉ điểm di chuyển đến tòa nhà Pitman nằm ở số 22 đường Gia Long, nơi trước đó không được dự kiến là điểm đổ trực thăng. Dường như việc chỉ điểm cho ông Đôn di chuyển đến một địa điểm khác đã được một số người khác nghe thấy, và họ đã nhanh trí đi theo ông Đôn. Khi chiếc trực thăng đáp xuống trên nóc tòa nhà Pitman, phi công Bob Caron đã thốt lên: "Sao cái ông phó thủ tướng này có cái gia đình khủng vậy?" Cảnh tượng trước mắt là khoảng 50 người đang leo thang để lên trực thăng. Và hình ảnh đặc biệt này đã lọt vào ống kính của phóng viên người Hà Lan Hubert Van Es. Tất cả họ đều không hề biết bản thân mình đã vô tình trở thành một mảnh ghép trong bức ảnh mang tính biểu tượng nhất thời đại. Chiếc trực thăng Huey của hãng Air America chỉ có 8 chỗ nhưng vẫn phải cất cánh với 12 đến 14 người trên bon. Ngay cả khi trực thăng đã cất cánh, số người còn lại vẫn cố trèo lên thang và bám vào càng của máy bay. Phi công phải cất cánh thật chậm rãi và lắc lư trực thăng để dòng người buông tay. Họ tiếp tục ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ để chờ chuyến bay tiếp theo, nhưng tuyệt nhiên không còn chuyến bay nào khác cả. Đến 9 giờ tối, các chuyến bay đón người di tản trên các nóc nhà chính thức dừng lại. Việc di tản chỉ tập trung ở tòa đại sứ Hoa Kỳ. Đây cũng chỉ là một trong 28 điểm tập kết cố định, nhưng lượng người tập trung quá sức tưởng tượng. Họ chen lấn, phá cổng, trèo tường để được vào bên trong. Hai điểm đổ trực thăng ở tòa đại sứ là quá ít ỏi, và các chuyến bay đã phải hoạt động hết công suất, ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu. Các phi công đã phải liên tục bay đi bay về để đón người di tản ra các tàu vận chuyển đang neo đậu ngoài khơi, nhưng lượng người đang chờ đến lượt vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Đại sứ Mỹ Graham Martin thì kiên quyết đợi cho đến khi lượng người tập trung đã di tản hết thì ông mới chịu lên máy bay. Phải đến 5 giờ sáng ngày 30 tháng 4, vị đại sứ cùng với các tùy tùng mới xuất hiện và lên máy bay theo mệnh lệnh của Tổng thống Gerald Ford. Tuy nhiên lúc này vẫn còn khoảng 60 lính Mỹ và hơn 400 người khác vẫn đang chờ dưới sân tòa đại sứ. Phía Mỹ đã phải điều thêm 3 chiếc máy bay khác đến tòa đại sứ để đón 60 lính Mỹ. Vào lúc 7 giờ 33 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiếc Swift 22 đã cất cánh thành công, đón 11 người lính Mỹ cuối cùng ra tàu USS Okinawa. Đám đông còn lại tiếp tục ùa lên nóc tòa đại sứ và kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ liền, nhưng không còn chuyến bay nào. Họ dần giải tán. Chiến dịch gió lốc chính thức kết thúc. Trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch gió lốc thì các lực lượng của quân giải phóng hầu như chỉ âm thầm quan sát và không can thiệp. Họ cũng nhận được mệnh lệnh từ cấp chỉ huy là không bắn vào những chiếc trực thăng đang chở người đi di tản. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn nghe thấy một vài tiếng súng nhỏ, nhưng được bắn ra ở tầm thấp và không gây ra hậu quả gì lớn. Các chiến đấu cơ được phía quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị trên các tàu sân bay và sẵn sàng yểm trợ, nhưng cũng không có cơ hội cất cánh. Theo số liệu thống kê của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thì có tổng cộng 6.968 người đã được di tản xuyên đêm trong vòng chưa đầy 20 tiếng đồng hồ. Trong đó có 5.515 người Việt Nam, 1.373 người Mỹ và 85 người thuộc các quốc gia khác. Con số này chưa kể đến những người được di tản bằng trực thăng của hãng Air America hoặc tự đi di tản
trên các trực thăng của Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Air America thực tế là một hãng hàng không dân sự và có mối liên hệ bí mật với CIA, nên ít được nhắc tới sau chiến dịch siêu không vận này. Qua năm 1976, thì hãng hàng không này cũng hết nhiệm vụ và chính thức giải tán. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong đất liền mới chỉ là một nửa của chiến dịch. Khi chiếc trực thăng Swift 22 đón 11 lính Mỹ cuối cùng bay ra biển, thì cảnh tượng trước mắt của phi công Berry là hàng chục đốm nhỏ chi chít trên bầu trời, trông như một đàn chuồn chuồn vừa rời tổ. Đó chính là những chiếc trực thăng của Không quân Việt Nam Cộng Hòa đang tìm đường ra các tàu vận tải của Mỹ đang neo đậu ngoài khơi. Từ tối ngày 28 tháng 4, Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu di tản từ túc. Họ trực tiếp điều khiển máy bay đưa gia đình sang căn cứ không quân của Mỹ tại Thái Lan để trú ẩn tạm, hoặc bay thẳng ra biển tìm các chiến hạm và tàu vận tải để đáp xuống. Đây là điều mà Hải quân Mỹ đã không thể nào lường trước được. Do các bong tàu không còn đủ chỗ đáp cho những chiếc trực thăng ngoài dự kiến này, nên thủy thủ đoàn phải cùng nhau đẩy nhiều chiếc trực thăng khác xuống nước để lấy chỗ đáp. Thậm chí một số phi công được yêu cầu điều khiển máy bay đâm thẳng xuống nước và nhảy ra ngoài để được vớt lên. Rõ ràng, đây là một việc làm cực kỳ nguy hiểm, không phải ai cũng đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để thực hiện. Bởi vì sau khi nhảy ra khỏi máy bay, nếu phi công không kịp lặn thật sâu xuống nước để tránh vụ nổ và các mảnh vỡ bắn vào người, thì khả năng thiệt mạng là rất cao. Nhưng khi đã bay ra đến biển, thì họ cũng không còn bất kỳ một lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mạo hiểm. Lượng nhiên liệu trên máy bay là có hạn, họ không thể bay ngược lại vào bờ và cũng không thể bay thẳng sang căn cứ không quân của Mỹ tại Thái Lan. Cũng chính vì phải đón thêm một lượng lớn người di tản ngoài dự kiến này mà có những con tàu vận tải đã phải lên đường với sức chứa gấp nhiều lần thiết kế. Rất nhiều người trong số này vì bị lạc gia đình hoặc đổi ý mà muốn quay trở lại Việt Nam. Khi các đội tàu vận chuyển đưa người di tản đến tạm cư tập trung ở đảo Guam, thì có khoảng 1.600 người xin quay lại. Họ biểu tình, tuyệt thực, cạo đầu, treo ảnh Bác Hồ và dương cao khẩu hiệu tinh thần của Hồ Chí Minh bất diệt, đấu tranh đủ mọi cách để được hồi hương. Chính điều này đã khiến cho phía Mỹ nghi ngờ nhóm người này là Việt Cộng nằm vùng, còn phía chính quyền Việt Nam thì cho rằng họ là gián điệp được CIA cài vào để quay lại chống phá chính quyền mới. Không chỉ ở đảo Guam, một số tàu mặc dù đã sang đến tận Bắc Mỹ, nhưng vẫn có khoảng 100 người xin quay ngược lại đảo Guam để được hồi hương. Đến ngày 16 tháng 10 năm 1975, thuyền trưởng Trần Đình Trụ, một cựu trung tá hải quân của Việt Nam Cộng Hòa, đã cầm lái con tàu Thương Tín, đưa 1.546 người lên đường quay về Việt Nam. Và sau 11 ngày lên đênh trên biển, thì con tàu cũng đã cập bến ở Vũng Tàu. Theo lời của một nghị sĩ Mỹ, thì trong chiến dịch di tản này, có một nửa số người cần đi nhưng đã không đi được, và một nửa trong số những người đã đi lại không cần đi. Trong suốt một thập kỷ sau đó, vì một số lý do về chính trị, kinh tế và cả tâm lý, thì vẫn có hàng triệu người tiếp tục lén lút hoặc chi tiền để được ra đi. Họ bất chấp mọi hiểm nguy khi di chuyển trên những chiếc thuyền mong manh để vượt ngàn sóng dữ, hoặc vượt rừng núi hiểm trở để sang các quốc gia lân cận như Campuchia, Thái Lan, dẫn đến nhiều thảm cảnh tồi tệ. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một góc của thành phố Sài Gòn sau ngày giải phóng. Ngay trong đêm 29 tháng 4 thì đèn đường vẫn bật sáng, giao thông vẫn đông đúc và mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như thường lệ. Sáng hôm sau, dòng người vẫn đổ ra đường để xem và vẫy chào đoàn quân giải phóng, hòa vào niềm vui chung của toàn dân tộc khi Bắc Nam chính thức được thống nhất.